hết mọc. Thấy chấm là chấm. Đây. Em nhìn thấy thấy đánh không? Nhìn thấy 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 đánh không? Bắt này là kiểu siêu. À, đây là bắt con súng gì? Đánh thấy gì? Đánh thấy gì? Bắt con súng gì? Đánh con súng gì? Bắt con súng tăng lên không? À, tăng lên được con súng giảm cái này. Rồi, ok. Giảm xuống là thế nào? Cái tất tại chưa ở gần. Nhưng mà đã em biết mình là tài xe đúng rồi. Giờ máy em cái vùng mà nó bắt con sóng tăng rộng là vùng gì? BDP. Mức cảnh bao nhiêu? 200 280 300. Cái sự định cách nào? Một nước phi bộ kéo từ đỉnh xuống. Kéo từ đỉnh của con sóng trước. Sóng trước. Sóng gì? Lương trước. Sóng trước. Kéo từ đỉnh xuống đây. Rồi. Ok chưa? Vậy là sự định đó đây. Rồi. Máu này máu gì? Màu xanh. Máu gì? Xanh. Máu xanh. Máu xanh thì em chờ mấy dấu hiệu đó? Hai. Phải. Lên một chứ. Một chấm sao một trong sáu đó bắt có luật bắt có nó ra bài đó thấy chưa vậy đúng đúng hay tăng theo quần chưa khi mà nó vượt vượt cái cản của con sóng trước là nó thành tăng mở rộng tự nhiên đó bây giờ đang là tăng định đỉnh thì anh đang nó vượt lên là nó thành tăng mở rộng thì bắt con sóng tăng mở rộng nước con sóng giảm cái yes ôi tính ra vậy về nhiều bài học lắm á.